Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng diễn ra khi mà tình hình thế giới rồi khu vực diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên trong bối cảnh đó thì những người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chắc tay súng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù là từng mét đất nơi biên giới, từng dặm vuông trên biển hay thậm chí là biên giới không dễ dàng nhìn thấy trên không gian mạng. Và nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thì quân đội đã thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và đây là bài học rất quý cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2015-2020 ghi dấu ấn trưởng thành của công nghiệp quốc phòng. Với điểm xuất phát hầu như từ con số 0 trong kháng chiến chống Pháp, đến nay công nghiệp quốc phòng đã tự chủ được một số vũ khí hiện đại mang thương hiệu Việt Nam, có đủ năng lực đóng mới thành công tàu tên lửa, tàu pháo và lần đầu tiên chế tạo thành công tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã sản xuất được toàn bộ những các cái vũ khí để bảo đảm cho cái sư đoàn bộ binh đủ quân cho các cái quân binh chủng, rồi sửa chữa được các cái máy bay của các cái thế hệ Su-22, 27, 30, rồi các loại tăng, các loại pháo và đặc biệt là đóng mới được 20 loại tàu quân sự, đáp ứng được cái vũ khí trang bị kỹ thuật cho cái huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Năm 2018, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân chính thức có thêm một lực lượng mới. Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Là môi trường tác chiến thứ 5 sau tác chiến trên bộ, trên không, trên biển và trong vũ trụ, tác chiến trên không gian mạng có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh công nghệ cao. Việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng cũng đã góp phần cho cái sức mạnh của quân đội được nâng lên, sự tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội cũng được bao quát hơn và cái sức mạnh tổng thể, tổng hợp của quân đội là có đủ để mà có thể ứng phó được tất cả các tình huống xảy ra cả trên không gian mạng lẫn cả trên các môi trường truyền thống hiện nay. Cũng trong nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng thì Đảng bộ quân đội đã nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức quân đội đã được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, trong đó ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Và các binh chủng lực lượng của quân đội đã từng bước đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền, sự chống phá tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân đội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh. Nhờ đó, tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam được điều chỉnh quyết liệt, hợp lý, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Bộ Tổng tham mưu đã quyết tâm điều chỉnh tổ chức biên chế của quân đội sao cho phù hợp với tình hình mới để đáp ứng được cái nhiệm vụ xây dựng các khu vực phòng thủ cấp quân khu, cấp tỉnh thành các khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng với cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Những đơn vị được biên chế trang bị vũ khí mới thì phải được thành lập mới. Thực tế như quân chủng hải quân, như quân chủng phòng không quân, lực lượng tác chiến không gian mạng, lực lượng tác chiến điện tử, đặc biệt là các binh chủng kỹ thuật thì được điều chỉnh tổ chức biên chế. Việt Nam hiện đã có lữ đoàn tàu ngầm với tàu lớp kilo. Có những trung đoàn máy bay Su-30. Quân đội được trang bị tên lửa tầm trung hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Với lục quân, có mua sắm những loại xe tăng mới như T-90 của Nga. Việc hiện đại hóa quân sự cũng là hướng đến mục tiêu và lợi ích cao nhất. Tất cả là để thực thi sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Với việc mua sắm vũ khí trang bị đã góp phần để nâng cao cái sức mạnh chiến đấu của quân đội trong bất luận hoàn cảnh nào thì cũng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ các cái hoạt động kinh tế biển và khẳng định cái chủ quyền của đất nước. Bản chất hòa bình và tự vệ của quốc phòng Việt Nam được thể hiện trong chiến lược quân sự quốc phòng theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy bằng biện pháp hòa bình. Việc củng cố và phát triển sức mạnh quốc phòng đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược và chiến tranh không nhằm xâm phạm hay đe dọa bất cứ quốc gia nào. Việt Nam luôn khao khát có hòa bình và ổn định để phát triển đất nước.
chúng ta quyết tâm bảo vệ nền hòa bình đó bằng sức mạnh của cả dân tộc. Để có được một quốc gia thống nhất với chủ quyền được quốc tế tôn trọng như hiện nay, thì đó là kết quả của bao máu xương, mồ hôi nước mắt của những thế hệ cha ông. Chính vì vậy, cần phải khẳng định là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, thì đảm bảo về quốc phòng vẫn luôn là một nhiệm vụ hàng đầu được Đảng, Nhà nước xác định. Bảo vệ Tổ quốc còn là giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Và những con số thể hiện thành tựu kinh tế xã hội ấn tượng trong nhiệm kỳ Đại hội 12, và đặc biệt là những hình ảnh những người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngại gian khó hy sinh để giúp nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất, đã thể hiện rõ ý thức và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2020, khi cả thế giới chao đảo vì Covid-19, thì quân đội đã có mặt ở tuyến đầu với tinh thần chống dịch như chống giặc. Bộ đội biên phòng lập các chốt kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở. Nhiều doanh trại trở thành khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến. Bộ đội hóa học, quân y lao vào tâm dịch. Quân đội đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu trong phòng chống dịch. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó tôi cũng rất là xúc động. Trong những cái lúc khó khăn cũng như chiến tranh ấy, thì cái lúc có dịch bệnh này ấy, thì người bộ đội, cái phẩm chất của người chiến sĩ quân đội nhân dân ấy, lại một lần nữa được thể hiện. Với cái trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, chúng tôi đang tăng cường lực lượng ở các đơn vị tuyến sau lên hỗ trợ cho các đơn vị tuyến trước để quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, để ngăn chặn triệt để cái nguy cơ lây lan dịch bệnh từ biên giới vào nước ta. Cũng trong năm 2020, những đợt lũ chồng lũ, bão chồng bão nhấn miền Trung vào trận đại hồng thủy chưa từng có, rồi sạt lở đất kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng, Thừa Thiên Huế, hướng hóa Quảng Trị, rồi Trà Leng, Quảng Nam, thì bộ đội lại trở thành điểm tựa giúp người dân chống chọi và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhà cửa trôi hết, trôi lửa đồ ngập trôi hết, nhiều bộ đội cứu cứu thì chết chứ không có cái đường thoát nữa. Chưa có cái năm mà lụt to như thế này, chưa nhờ bộ đội về giúp đỡ cho gia đình là tôi cảm ơn. Những lời cảm ơn đến từ trái tim người dân với những người chiến sĩ có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hy sinh vì người dân. Đó là bản chất của những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng sẽ sớm bắt đầu. Và trong nhiệm kỳ này thì cần phải khẳng định, nhiệm vụ quốc phòng sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với tình hình được dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, quân đội sẽ cần thường xuyên nêu cao cảnh giác, chú trọng xây dựng lực lượng thật sự vững mạnh, có các phương án kịp thời, không được bị động bất ngờ trên tất cả các mặt trận, các lĩnh vực, địa bàn, thực hiện tốt chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ như khẳng định trong sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, đó cũng là lời nhắc nhở để quân đội luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, xứng đáng với tên gọi trìu mến, anh bộ đội Cụ Hồ.